tiếp đúc đi, để con ngồi canh chừng cho. Đi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Này này này, con người tới. Tí, con xuống. Bác bố, vô đây. Vô đi. Sao rồi, tụi nó đâu? Yên tâm đi, tụi nó về hết rồi. Nãy giờ tôi chạy vòng vòng, chắc tụi nó chán, tụi nó bỏ về luôn rồi. Sao bà hay ghê, bà xuất hiện kịp lúc luôn đó bà Xuân. Hay gì, tôi nghe tin nhà ông có chuyện, tôi chạy qua tôi kiếm ông, gọi điện ông không bắt máy luôn á. Tôi qua xong rồi giữa đường tôi mới thấy hai cha con ông bị dí quá trời luôn á. Mà cũng may nữa nè. Cái gì vậy? Trước lúc tôi đi á, tôi có lấy bộ đồ nghề của má tôi á, cái tôi làm bộ tôi nói bả tôi lấy đồ tôi make up cho con Hồng, cho nên má tôi mới cho tôi đi đó. Nè, gặp má mẹ đừng nói là gặp bác với Vĩnh nghe, để bả lèm bèm bả nói này nọ nhức đầu lắm nghe. Con biết rồi, bác bốn cứ yên tâm đi, má con á ngoài mặt á là khẩu xà tâm Phật thôi, dữ dằn vậy á, chứ trong lòng má con lo cho bác bốn lắm. Vậy hả? Nhưng mà bác bốn chạy lên Sài Gòn với ông luôn á hả? Tí con tôi quyết định lên đó tránh thời gian coi sao. Ê, tôi xin lỗi nha, chuyện đổ bể hết rồi, không có giúp được gì cho bà hết. Tại vì con để bà mang tiếng gì tôi nữa. Giờ này con xin lỗi nữa, hai người không bị gì á là tôi mừng rồi. Thôi bây giờ đưa bác bốn lên trển đi, có gì á điện cho tôi, ở đây mọi chuyện của tôi tự tôi lo. Tí hai người đi lẹ đi. Đi lẹ đi, chứ để một hồi là tụi nó đuổi kịp cái công mình leo rào, cái công mình chạy công cốc hết. Dạ đi tí. Cẩn thận nha bác bốn. Bác có sao không bác bốn? Tí nè, tí đây con cổng tí cho. Có cần tôi phụ giúp cái gì không? Đi cầm ba lô đi, đây con cổng cho. Tí lên con cổng tí. Bạn ơi, bạn mày đâu rồi? Con có biết là Tía đi tìm con từ sáng tới giờ không? Biết là Tía lo cho con không? Con tìm được con Phèn chưa? Dạ chưa. Tại con Phèn nó đi ngủ ở đâu á Tía, con tìm hoài không thấy luôn. Thôi tối rồi, Tía con mình về, rồi ngày mai trời sáng Tía dẫn mày đi tìm con Phèn nha. Dạ. Về con mệt rồi đúng không? Dạ. Lên đây Tía cõng cho về. Được rồi, lên tiếp, đi nha. Dạ, rồi, cẩn thận nha. Bác bốn giữ gìn sức khỏe đó. Tôi đi nha. Vĩnh, tới Sài Gòn gọi cho tôi nha. Tôi biết rồi. Xe.
Hả? Sao Tía không mặc áo mưa vậy Tía? À, tại vì Tía thích tắm mưa. Vậy con cũng tắm mưa với Tía luôn. Thôi, mai mốt á, con lớn lên như Tía đi, rồi muốn tắm gì thì tắm. Hả? Dạ. Có hẹn với yêu thương phát sóng 20 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xếp lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.